Kính bạch hòa thượng, kính bạch hòa thượng Thích Minh Hiền, trưởng tông phong thừa kế tổ sư Thiền. Kính thưa quý vị phó ban tổ sư Thiền, kính thưa thiền đường đại chúng, kính thưa quý vị. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn, cũng còn nằm trong tân niên. Xin thay mặt cho tông môn tổ sư Thiền kính chúc tất cả các hành giả, quý tôn đức, quý hành giả năm mới được an khang, được sức khỏe, để chúng ta có dịp được tiếp tục tu tập tổ sư Thiền định đại, đại giác, đại ngộ. Kính thưa quý vị, sở dĩ mà chúng tôi chọn cái đề tài là tông vô trong tông sinh, bởi vì chúng tôi muốn mượn cái đề tài này để nhắc lại một số công việc mà mình đã thực hiện, để sau này các vị hành giả, quý vị có làm đạo tràng, quý vị cũng làm theo chúng tôi vậy, để cho tông môn chúng ta được đoàn kết với nhau, được gắn kết với nhau mãi mãi. Thì chúng tôi khoảng chừng đầu tháng 12 là thông báo cho các tiền đường là ngày 28, 29 chúng tôi sẽ đi thăm các thiền đường và có phẩm vật cúng dường. Thì năm nay nhé, có 30 Tết, cho nên chúng tôi lấy cái ngày 28 là điểm đầu tiên là đến chùa Tiên Trì, khu Hòa Thượng Huệ Minh làm chủ trì. Điểm thứ hai là thiền đường Liên Hoa do Đại Đức Pháp Viện làm chủ trì. Điểm thứ ba là chùa Lá do Tịnh Tọa Thích Duy Lực làm chủ trì. Điểm thứ tư là Cần Thơ do Tịnh Tọa Thích Duy Lực làm chủ trì. Điểm thứ năm là chùa Tam Bảo Giang Măng do Hòa Thượng Thích Minh Thiện làm chủ trì. Điểm thứ sáu thì chúng tôi đến Phật tử của chúng tôi, đó là cái bè chùa Thiên Hòa do Đại Đức Thích Bình làm chủ trì. Tại vì Thích Ánh Bình cũng mắc tình sống với Liên Hoa thời gian gần hơn 5 năm. Bây giờ về cái bè làm chủ trì, cho nên chúng ta thấy tiện đường để thăm luôn. Và điểm kế tiếp đó là Hòa Thượng Phật Đà, Hòa Thượng trưởng tông môn, cũng như là chúng tôi trên đường về nghe thăm Hòa Thượng. Hòa Thượng rất vui mừng. Từ nay tôi thì lớn tuổi rồi, không làm được. Quý vị còn khỏe, mong quý vị cố gắng, quý vị đi để làm sao kết nối lại tông môn chúng ta càng ngày càng siết chặt, để cho tất cả mọi người cùng tôn. Chúng ta quên một điểm, đó là Pháp Thành Một, chúng ta cũng có đi cho ni sư Thích Đức An Hương làm chủ trì. Ngày mai đây là ni sư chuẩn bị giao lại cái chủ trì cho đệ tử của ni sư, thì ngày quý vị đó thì ai có rảnh cố gắng đi tham dự đến phòng chúng tôi, thì chúng tôi bận việc. Có các anh em vài ngày đã từng đi rồi, cùng với đại đức Thích Phát Triển cũng đi đến thăm. Thì mỗi một nơi chúng tôi đem theo 2 cái bún, 2 cái mì và 1 bịch mứt, kẹo và tiền cúng dường. Hầu như là gần 10 năm nay chúng tôi đều thực hiện, bởi vì mình cảm nhận đấy, nếu mà mỗi người đều quan tâm như vậy thì chắc chắn đấy, tâm môn của chúng ta sẽ mỗi ngày mỗi đoàn kết, mỗi ngày mỗi siết chặt lại nhau. Đó. Thì cái ngày 29 là sáng sớm cũng khởi hành lúc 4 giờ, chúng tôi trực chỉ đến thiền đường Duy Lực. Do đi sự nhận làm chính trị. Thì điểm thứ 2 là chúng tôi đến thiền đường Quy Sơn do Hòa Thượng Thích Nhật Đại làm chủ trì. Điểm thứ 3 là chúng tôi đến thiền đường Liễu Quán do Hòa Thượng Huệ Minh làm chủ trì. Và điểm thứ 4 là Pháp Thành Hai. Thì trong lúc đó, chúng tôi đến thiền đường Quy Sơn đó, thì được Hòa Thượng Nhật Tây bảo mời ở lại dùng cơm cuối năm. Thì thôi Hòa Thượng có ý mời thì mình cũng gắn đặt lại dùng bữa cơm với thiền đường. Cho nên quý vị thấy chúng ta bỏ cả thời gian 2 ngày đi được 11 ngôi chùa của tông môn và 1 ngôi chùa của Phật tử, nơi nào các vị chủ trì cũng vui cũng mừng. Bởi vậy mọi người đều cảm nhận rằng nếu mà mình thời gian mình cũng đi rất ít thì công việc nó bề bộn quá, cho nên họ không có thời gian. Còn đối với chúng tôi thì nó khác, tất cả công việc ngày thường làm hết đi, đến cuối năm 2 ngày cuối của Tết, đó là 28, 29 thì chúng tôi đi thăm các thiền đường sẵn dịp cúng dường đầu xuân. Và sẵn đó chúng tôi bảo là năm tới sẽ không có 30 thì chúng tôi sẽ đi 27 và 28 2 nơi. Thì quý vị cũng biết chúng ta lựa những 2 ngày này đi á, coi như đường phố nó vẫn không có kẹt xe, đi bon trên đường thoải mái, đi cũng lẹ về cũng lẹ. Cái ngày 28 đó, chúng tôi đi nhé, về đến chùa là 7 giờ tối. Còn bên ngày thứ 2 tuần 29 đó, về đến nơi có 1 giờ trưa là tới nơi rồi. Ngày xưa thì mới những năm đầu tiên đi nhé, lúc đó chưa có kinh nghiệm và đi hết 1 ngày luôn. Ngày 29 đi hết 10 thiên đường. Và lúc đó về đẹp lên chỗ Hòa Thượng Phật Đà là 11 giờ đêm. Lúc đó Hòa Thượng nghỉ, Hòa Thượng nghe tin đoàn đến, Hòa Thượng cũng cố gắng thức dậy. Thì đó lúc đó thì Hòa Thượng có 7 người ngoài. Năm nay Hòa Thượng bảo là tuổi năm nay 82 rồi. Cho nên quý vị nghĩ, nếu mà chúng ta làm cứ đi theo cái kiểu như ngày xưa vậy đó, một ngày đi hết 11 chùa. Thì cái người tài xế cái xe cũng mệt, mà hành giả đi theo cũng mệt, cho nên chúng ta lựa ra 2 ngày để đi, thì mọi nơi đều vui, đều đón mình, tiếp mình một cách chủ đạo. Thì sẵn dịp đó, khi mà đến thiền đường thì chúng tôi lại mời các vị chủ trì mà biết không bận việc á, thì mời đến thiền đường Liên Hoa để đầu xuân mùng 5 xuất phát để Phật tử Đức Cầu An cúng dường. Cho nên hôm qua đã thực hiện được, cũng được cái công đức đến tham dự, cũng là mừng. Mong rằng năm tới đây chúng tôi sẽ mời hết tất cả các vị chủ trì trong tâm môn tổ chức thiện cũng đến tham dự trong đời sống. Giống như chúng ta họp mặt để ôm lại những cái việc làm của một năm và cùng sắp tấn cho nhau để mọi người cùng tinh tấn. Cho nên hôm nay mượn câu chuyện này để cùng nhắc lại cho đại chúng, mong rằng sau này quý vị cũng cố gắng, quý vị thực hiện được điều này. Giống như thiền đường chùa Tiên Trì cứ mùng 3 Tết lại nhờ Đức Sơn dẫn đoàn đi thăm các thiền đường, đi các chùa và nơi Hòa Thượng Huệ Minh biết thì cũng nhờ Đức Sơn đi thôi. Và thằng Huệ Minh cũng không có đi bởi vì cũng sức khỏe. Rồi quý vị thấy chúng ta đi được bước đầu thì sẽ có các chùa đi được bước 2 và bước 3, bước 4. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì tất cả các thiền đường sẽ kết nối với nhau. Chính cái người Phật tử của cái nơi thiền đường đó, họ sẽ cảm nhận được cái sự đoàn kết của tâm môn tổ chức thiện, cho nên họ mừng, họ công phu càng phải niệm mật. Hôm nay chúng ta muốn mượn cái chủ đề công phu trong đầu năm để nhắc lại một số việc mà mong rằng các hành giả chúng ta cố gắng duy trì liên kết với nhau, dù cho cuối năm hoạt động xuân mình bận lắm, nhưng mà mình cũng phải cố gắng mình nhín được thời gian quý báu của mình đi thăm các thiền đường, dù cho cái vị chủ trì cái nơi đó phải vẽ nhỏ hơn mình cũng đừng phân biệt, mình cũng vẫn đi thăm là biểu tượng cho sự rất nổi, biểu tượng cho sự đoàn kết với nhau, chứ không có phần chỉ giải cấp gì hết. Đó, mong hành giả chúng ta cố gắng, chúng ta nhớ. Ngày xưa ấy, tôi còn nhớ ở Gạch Giá có cái chùa Tam Bảo, lúc đó tổ sư thiện ở nơi đó chưa giải thể, thì các vị ở nơi đó nghe tin mình đến các mấy năm về trước á, họ sốc sẵn lắm. 27 là họ lên tìm đường liên quan chỉ đêm. Thì ngày 28 cùng đi thăm các điện đường của tâm môn chúng ta. Đó là những cái chuyện đã qua. Hôm nay chúng ta gặp mặt đầu xuân, chúng ta xin nhắc lại công phu. Mỗi người đã biết cái pháp tu tổng sinh thiện này được giải thoát triệt để vô cảnh, thì chúng ta hãy chọn con khởi đầu mà chúng ta đã lựa chọn từ xưa mà mình thực hiện bằng cách chúng ta tham biết tham hại. Khi mà chúng ta hay tin một vị tôn đức nào qua đời, chúng ta lại sợ và không biết chừng nào đến mình đây, sợ quá. Cho nên cái công phu càng phải tinh tấn lên. Tôi nhớ ngày xưa hòa thượng thiền sư chúng ta cũng đã từng nói, tôi nhớ mày nói các vị hành giả trên núi họ vẽ một cái đầu lâu với một cái cốt của cái người mất, vẽ trên một bức tranh treo trong phòng, treo trong tiền đường để mọi người được thấy. Đây, nếu chúng ta mà không dũng mãnh để tham thì sẽ có một ngày gần đây sẽ biến thành cái đầu lâu và những cái hải cốt như những người đã cuốn mặt vậy. Cho nên chính cái đó là sắc tính cho hành giả chúng ta công phu một cách niêm mật, một cách dung mật đó. Còn bây giờ thì chúng ta dựa theo cái câu khởi đầu của mình để tham thôi. Nhưng mà nhiều khi nó xin lỗi, cái câu khởi đầu mất đi nào cũng là bay, bay mất đường một ngày. Vì vậy các thiên đường chúng ta quý lưu ý ở cái góc quẹo cuông, góc nào đều có một cái bảng đề ra những câu khởi đầu nhiều câu, 5-6 câu, có những nơi tới cả chục câu. Thì hành giả dòm theo đó biết cái câu nào là của mình đã từng tham thì mình cứ nhắc lại ha. Còn đối với cái ngôi tự, cái ngôi phòng của mình đang ở thì mình chỉ viết cái câu khởi đầu của mình thôi, không cần viết nhiều ha. Giống như tôi vậy, ở toilet cũng viết, ở phòng tắm cũng ghi, ở trên thiền đường cũng ghi, ở phòng nghỉ cũng ghi đó. Nơi nào mà mỗi ngày tôi đi ngang qua thấy được cái chỗ đó thì tôi đều ghi những cái câu đó, tôi giảng định được, giống như muốn nhắc nhở mình đừng có quên đó. Và chúng tôi cũng có sẵn mấy cái câu gọn nằm trong một cái một miếng gỗ, mà miếng gỗ đã xếp được. Đến khi nào mình lên máy bay, mình dán lên trên cái ghế của mình trước thì mình phải ngồi sau mình dồn vô câu thoại đầu mình thấy rõ à. Khi mà người khác dồn vô thì giống như là ta dồn một cái gì mà. Nếu mà họ có hỏi mình ủa cái này là cái gì thì sẵn đó mình giải thích cho họ nghe à, sẵn đó mình nói cho họ nghe luôn. Thì cái đó cũng là một cái cách hoàn pháp. Giống như chúng tôi đi xe à, ngồi lên trên ghế thì mình dán cái ông đội đầu đó ở cái trước của mình, tức là sau ghế người ta à, thì mình nhắm mắt lại mình tham hay là mình mở mắt mình vẫn thấy cái câu thoại đầu của mình đã lựa chọn à. Thì nếu mà người trong xe ngồi hỏi ủa thầy ơi cái này là cái gì vậy à, pháp môn gì kỳ vậy đó, lúc đó thì mình giải thích cho nghe à, xong đó mình kể cho họ nghe những cái lợi ích của cái pháp môn trụ thực. Chính cái đó là cái vấn đề mà chúng ta đang hoàn pháp trụ sự thiện. Vì vậy chúng tôi đến bất cứ một quốc gia nào, bất cứ một ngồi trên một máy bay nào, hoặc là ngồi trên một tàu hỏa, ngồi trên một cái xe nào, ở trước mặt chúng tôi đều có câu thoại đầu dán ở đó. Khi mà mình xuống xe mình gỡ ra bỏ vô túi đó, mình dán bằng những chất keo gọn nhẹ, gỡ cho nó dính, tháo ra để túi gọn gàng. Mình viết cái câu thoại đầu của mình đã lựa chọn thì mình cứ thế mà làm. Cái đó cũng là một cái phương tiện cho mình hoàn pháp. Nhiều khi người ta nói trời ơi, chúng ta lét mà cũng ghi nữa. Cái này tôi dán vô, tôi đâu ghi vô gì đâu, dán tôi giấy vậy thôi. Giống như là muốn nhắc mình, cái này của mình sử dụng mà đâu có ai đâu. Và trong hành đường, trong quả đường cũng vậy. Nơi nào mình ngồi xuống là mình thấy giống như mình muốn nhắc mình vậy. Đó là phương tiện trong cái hoàn pháp, để cũng là cái phương tiện để nhắc cho mình nhớ mãi theo tôi đạo đó à. Cho nên rất mong tất cả các khán giả chúng ta cũng vậy. Chúng ta nhiều khi có nhiều người nói mình đã lâu năm rồi, đâu còn quên nữa đâu. Tôi nói trong đầu, khi mà nó quên à. Mà chúng ta viết thêm một tấm giấy dán ở trước mặt, nó quên sẵn rồi. Cái đó cũng là cái phương tiện nhắc chúng ta, nó cũng tốt. Không có cái gì hết sai, không có cái gì là sai cả. Đó chính là cách mà tự nhắc mình, tự độ mình và độ người ta. Giống như trong tư hoàng thể hiện, tự tánh chúng sanh thể hiện độ. Chúng ta độ người ta cũng là độ mình. Khi mà cái thân này được đại ngộ rồi, nó sẽ làm được tất cả các việc. Đặc biệt khi mà không ngộ thì chúng ta lại thêm một kiếp nữa, lại tiếp tục tu thêm một kiếp nữa. Cho nên quý vị muốn ở kiếp này giác ngộ hay là đến kiếp sau giác ngộ, cho nên tùy quý vị lựa chọn, tùy quý vị lựa. Chúng tôi chỉ mong là kiếp này cho để kiếp sau lâu quá. Nhưng mà nói thì nói vậy, biết đồng tình. Chúng ta đến cái phút chót nó chưa ngộ sao thì bắt buộc phải trở thành kiếp sau để làm tiếp. Đó là những cái gì hòa thượng ngày xưa đã nhắc chúng tôi nhớ mãi. Đó, chính hòa thượng đã nhắc cái đầu lâu á, với cái bộ hài cốt á, làm biểu tượng để kích thích những hành giả trong cái trên núi, những vị lão tham, những vị lão sư mà tham thì mạnh đích mạnh, cũng nhờ những vẽ lên những bộ hài cốt nhắc nhở mình hãy mau đừng để cho mình biến thành những bộ hài cốt đó, thì lúc đó là muộn. Trong cuộc đời con người cái ngày vui thì nó quá nhiều đi, còn cái ngày khổ nó không có bao nhiêu đâu. Thật mà nói, người ta ngày xưa Đức Phật đã dạy nhập gia ta không nghèo, thoát gia ta không phú. Khi mà chúng ta đã nhập gia của Đức Phật rồi thì bảo ăn gì không bao nhiêu nghèo, ăn đầy đủ, không có thiếu thốn gì. Nhưng mà chính cái mà ăn đầy đủ không thiếu thốn làm cho con người nó quên hết tất cả đó. Cái đó mình là cái mà chúng ta phải tự nhắc mình, tại vì sung sướng quá rồi quên hết tất cả đi. Cái ngày đầu tiên ông xuất gia ông hứa cái gì, ông nói cái gì, ông phát nguyện cái gì, còn nhớ không? Hết rồi, nó không nhớ đâu. Cho nên các vị thiền sư của chúng ta hay lắm. Không dạy đệ tử cái gì hết, chỉ dạy đệ tử cái pháp môn của sự thiền để tu giải thoát thôi. Ngoài ra không có nói cái gì nhiều. Nếu mà bây giờ các vị thiền sư nói gì nhiều thì cái người nghe học được nhiều, thì sau này đem cái đó lại nói lại cho người khác đi, thì cũng giống như con kẹt đặt mấy chuyện biết nói khác thì nói theo rồi. Đâu phải của mình đâu, không phải của mình, đó là bộ của người ta. Khi mà chính mình nói ra được những cái pháp ngữ, cái đó mới là của mình. Đó, thì các vị thiền sư ngày xưa không có nói nhiều, chỉ là tìm mọi cách để nhắc nhở hành giả, bằng mọi cách là dùng những cái hình ảnh của người chết, hình ảnh của những người khổ và hình ảnh của những người tinh tấn để khuyến khích, để kích động người tham gia tinh tấn lên. Chỉ có bao nhiêu thôi mà cuối cùng quý vị thấy không, trong chuyên năng đục lục đề tài đến 1700 mấy vị mà kiến tăng, nhưng mà người ta không có để lại tên, và hàng ngàn xa số những vị ở trên rừng núi mà đại mộ mà người ta không để lại tên, tại vì người ta đã giải thoát được rồi, quá mừng rồi, không còn phải trở lại kiếp người nữa, thì họ sẽ tự do tự tại đi những hành tinh khác để quảng pháp. Thì quý vị ai cũng biết rồi, cái hành tinh này có 4 đại châu, Nam, Đông Nam, Tây Bắc, thì chúng ta đang sanh một cái Nam Kim Bộ Châu. Cái tuổi đời con người chỉ là 80 đến 100 tuổi thôi, còn các hành tinh khác con người sinh được 890 năm, cho nên các vị thiền sư đi các hành tinh đó để qua độ chúng sanh, chứ không phải ở lại đây nữa. Tại vì cái năm chuyện bốn châu này nha, con người á hưởng phước quá nhiều, không sợ, không biết, không chịu, không? Thì cái gì mà cầu phước cầu an là khoái lắm, tức lắm. À, còn các hành tinh khác người ta sợ lắm, à, người ta sợ sanh tử, người ta sợ luân hồi, thì người ta tạm biết tạm mãi. Và chính vì vậy các vị thiền sư họ mới đến các hành tinh đó, họ đi qua độ chúng sanh. À, cho nên quý vị thấy chúng ta vô phước, nhưng mà nói cái vô phước thì cũng không đúng, bởi vì mình đã biết cái Phật môn này rồi thì mình cứ thế mà đi thì nó sẽ đến con này, nó sẽ đến mức đến cái đạt được cái mục đích. Còn mình muốn nhờ người ta nhắc nhở, muốn nhờ người ta nói pháp cho mình nghe thật nhiều, đó thì thôi. Hồi xưa và thường đã dạy, hôm nay tôi nói cho quý vị nghe để quý vị biết mà làm, chứ không phải là kêu quý vị học theo cách của tôi mà truyền đạt cho người khác, không phải. Hồi xưa và thường nhắc hoài vậy đâu, đâu, tại vì mình không có để ý. Nhưng mà đối với Hòa Thượng nhắc nhở thì những vị lâu năm thì hiểu được, biết được ý của Hòa Thượng muốn nhắc cho người ta cái gì. Cho nên chúng ta ít khi mà thuyết giảng chỉ là thủ công phu. Khi mà mỗi người không chịu thuyết giảng thì cái tâm môn này coi như là cái tốt ổn định. Vì vậy lâu lâu chúng ta bỏ ra một đêm để công phu, để nhắc thì cũng là đúng, không sai. Đúng không? Thường xuyên nhắc như vậy cái đó thì cái người mà thực hiện nó khó, họ thích nghe, không thích công phu, cái đó cũng khổ. Hòa Thượng của Hòa Thượng Đại Đại, khi mà mấy em biết rồi, mấy em làm đi, chứ không phải là mấy em cứ mở cái bằng tôi nghe hoài, vậy mấy em đâu có công phu đâu, không có công phu. Cái tổ sư thiền này cần cái công phu niệm mặt mới là cái tốt. Cho nên tâm môn chúng ta chọn ra cứ lấy thứ năm, lâu là mỗi một tuần một vị thuyết giảng, cái đó là đúng, hoàn toàn đúng, hoàn toàn chúng tôi tham gia để cho hành giả chúng ta mọi người. Giống như có người nhắc, vì sao đừng nhắc mình, nhắc mình. Đó, thì cái người tham nó sẽ càng ngày càng tinh tấn lên. Còn mà không có người nhắc chúng ta thì sẽ bị các pháp môn khác khó lấn sân, lúc đó mất hết. Chúng ta cũng đừng có mừng, đừng có vui. Hiện nay thật mà nói chúng ta cũng mất 50-60% vậy đó, đâu phải mất đâu. Năm 1987-88 năm đó quý vị nhớ không? Quá hành giả trở về thì đường từ âm một lần là 500-600. Mỗi lần kinh hành không còn chỗ nào đi nữa, đi ra ngoài hành lang cũng không đúng chỗ nữa, tay với tôi cuối cùng đi. Cái người đầu tiên với người cuối cùng giáp đi. Mà tính ra cái chiều dài gần cả 200 mấy mét. Đó, chúng ta cứ lấy cái hành lang cộng với ở trong Chánh Điện đi xây chùa 8 dòng, cộng với ngoài hành lang 1 dòng lớn, tính ra gần 200 mấy mét. Vậy mà cái người đầu tiên giáp mấy cái người cuối cùng. Sau này qua bên chùa Phước Hưng thì cái nơi đó rộng lớn, hay là chùa Sùng Đức bên quận 11, phường 1 quận 11 đã rộng, thấy không? Mà cuối cùng ấy, vẫn là giáp đi, chứng tỏ là cái số người đã tham hành giả đã tham quá nhiều đi. Và bây giờ chúng ta tìm lại coi, xem lại coi Thiện Đường Linh Sơn, Thiện Đường Duy Lực, Thiện Đường Liễu Quang mở ra một cái thất 3 tháng Ngà, 3 tháng Kiết Đồng, 3 tháng Kiết, 1 tháng Kiết Xuân, bao nhiêu người tham gia? Chưa đầy 100 người nữa. Nếu so với ngày xưa là trời ơi, mất hết 400 người. Đó chính là cái mà các vị trưởng đồng mạch chúng ta phải tạo điều kiện, tạo mọi điều kiện để cho hành giả chúng ta càng ngày càng nhiều lên. Và làm sao mà chúng ta liên kết được các số hành giả cũ hoặc là đổi một số hành giả mới để vào cuộc, để cho cái tổ sư thiền này càng ngày càng nhiều. Chúng ta không phải là chúng ta được số nhiều thì chúng ta được hưởng cái gì, phải chúng ta được số nhiều thì sau này cái số người kiến tăng nó sẽ nhiều, để mình trả ơn cho các vị tổ sư đã dạy cho chúng ta. Mà hôm nay chúng ta đổ lại bao nhiêu người cùng tham dự, cùng đến giác ngộ. Đó là cái nhiệm vụ cao cả thiên liêng của chúng ta. Nếu chúng ta đem đi so bì với các pháp môn khác thì không so bì được. Thì khi đó tôi theo mùa, một cái nơi thì một cái nơi đạo tràng niệm Phật 1000 mấy người, một cái đạo tràng nghe pháp 5-6 ngàn người. Xong cái thời pháp rồi họ làm cái gì, họ được cái gì? Chẳng được cái gì à? Xong thời pháp thì họ về, tuần sau có ai đến nói lại tham dự, nhưng mà họ cũng công phu hay không? Không có. Nghe cho vui, nghe cho biết thì thôi. Sau này có ai hỏi, có ai đã phá đã kích thì họ tranh giành với nhau, mà cuối cùng xảy ra khẩu nghiệp hỗn chiến. Được cái gì? Còn tâm môn chúng ta thì khác. Tâm môn chúng ta là chú trọng vấn đề công phu, không có chú trọng vấn đề nói nhiều không phải của mình. Giống như hòa thượng, cô hòa thượng nhắc hoài, quý vị phải xài cái chổi automatic của quý vị để quét là thiệt xài để quý vị sẽ tiến hành. Còn chỉ còn chút xíu như bẩn, còn cái chiếc quần bẩn cũng chưa ổn. Đó, đó chính là cái công phu mà cổ sư thì chúng ta học dụng. Mong mọi người chúng ta cố gắng áp dụng triệt để hạ thủ công phu một cách. Nếu mà và liên tục thì đem lại lợi ích rất nhiều. Đó, giống như ban đầu tôi nói, quý vị có thể tìm mọi phương cách, dùng những cái ám hiệu gì đó quý vị tự mình lựa chọn, thì mình dán ở góc này góc kia góc. Khi mà chúng ta vừa mở mắt ra là chúng ta thấy được cái câu trời đó. Giống như vậy, giống như đó là nó kích thích mình, nó nhắc nhở mình, mình sẽ không quên. Đó chính là cách mà tự tánh chúng sanh theo niệm độ, tự quan thế niệm nó tán gẫu đơn giản lắm mà hiểu hết được ngoài hoàn ngộ, còn hiểu không hết là cứ tham sẽ hiểu. Chính chúng tất cả các khán giả tập đồng xung tinh tấn tham thiện đại giác đại ngộ. Kính chúc tất cả các vị quan Phật viên